Hỏi thế nhá, các bạn có còn nhớ iMac M3 không? Một sản phẩm mới được ra mắt cách đây vài tháng thôi nhưng bây giờ đang rất ít người quan tâm đến sản phẩm này. Và bản thân mình cũng không hiểu lý do tại sao mà mọi người lại thờ ơ với nó như thế. Và nếu như các bạn cũng có thắc mắc như mình hoặc đơn giản các bạn cũng đang tìm hiểu và muốn mua iMac M3 thì đây sẽ là video dành cho các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Để là trường, để là Mac One. Bắt đầu ngay sau intro nhá. Top 1 sự chìm nghỉm chắc chắn là Vision Pro, còn top 2 sẽ là dành cho iMac M3. Trong sự kiện Scary Fast, Apple ra mắt tới 4 sản phẩm: MacBook Pro M3, MacBook Pro M3 Pro và MacBook Pro M3 Max, cùng với một chiếc iMac M3 nữa. Nhưng cái timeline của iMac M3 lại rất ngắn và các bạn để ý xem, nó ở tận gần cuối và rất là ngắn luôn, gần như là chả ai quan tâm đến sản phẩm này cả. Thành ra là việc mà bây giờ nó bán không được chạy lắm thì nó cũng là một điều rất dễ hiểu mà thôi. Video này thực ra nó chỉ là để làm cho chúng ta tìm hiểu về iMac M3 thôi nhá, không phải kích cầu hay gì đâu. Các bạn muốn thì có thể mua. Còn đối với mình, đây là một sản phẩm thật sự là không đáng mua. Vì cơ bản là khi mà iMac M1 ra mắt, đó là một cú nổ rất lớn, từ việc thay đổi hoàn toàn về thiết kế cho đến việc nó có thêm một con chip M1 ở bên trong nữa, một con chip Apple Silicon. Nó rất là tốt rồi, rất hoàn hảo. Và chắc chắn tại thời điểm đó đã có rất nhiều bạn mua iMac M1 để làm một cái máy tính cây, máy tính bàn ở nhà. Vì vậy nên nếu như bây giờ để nâng cấp từ iMac M1 lên iMac M3 là một điều khá là lãng phí. Có chăng nếu như bạn nào mà sử dụng iMac đời mà sử dụng chip Intel á, những cái bản mà từ 2020 đổ về trước, thì có thể là sẽ cân nhắc lựa chọn sản phẩm này. Nhưng cân nhắc lựa chọn sản phẩm này cũng là một cái rất khó đấy nhá. Bởi vì là khi mà cái thời điểm các bạn lựa chọn iMac mà bản chip Intel á, các bạn sẽ lựa chọn được rất nhiều cấu hình tốt. 16GB RAM, ổ cứng các bạn có thể tùy chọn thay đổi được rất là dễ dàng. Nhưng ở đây chúng ta có một chiếc máy không thể thay thế được bất kỳ cái gì cả. Và ngay ở bản đầu tiên của chúng ta đã là bản 8GB 256 với mức giá là 35 triệu đồng thì rất là khó để có thể mà lựa chọn được iMac M3. Rất khó yêu thương về cái giá đúng không? Và đó, đầu tiên giá lúc nào cũng là cái làm cản trở chúng ta trong việc mà lựa chọn được chiếc iMac M3 này. Nếu như các bạn đã ra câu hỏi là M2 với M3 thiết kế giống y hệt nhau, cũng giống như trường hợp của iMac M3 như thế này, nhưng tại sao M3 lại được lựa chọn nhiều hơn và mọi người vẫn quan tâm đến M3? Bởi vì đơn giản mức giá của M3 nó phù hợp để tiếp cận được với mọi người. Và ngoài ra nữa, Apple còn phân cấp cái sản phẩm của họ một cách hợp lý hơn. Khi mà ở bản M2 chúng ta sẽ mua được dễ dàng với bản 8GB 256, có những phiên bản cao hơn thì các bạn sẽ phải đặt thêm. Còn đối với cả M3, các bạn có thể lựa chọn 8GB 256 chỉ chênh hơn khoảng 2-3 triệu tại Mac One mà thôi. Hoặc là các bạn có thể chọn ngay bản 16GB 512 là một bản thương mại rất dễ để có thể tìm kiếm được. Thế xong rồi, bây giờ chúng ta nhìn lại với cả iMac M3 thì bản 8GB 256 và bản 8GB 512 là bản dễ chọn nhất. Còn những cái bản 16GB RAM các bạn thử tìm kiếm xem, rất khó. Mà nếu kiếm được thì chắc là bản 16GB 256 mà thôi. Nó cũng không hề ổn lắm đối với cả một chiếc máy mà có màn hình to, màn hình đẹp như thế này. Đang nói đến màn hình to, màn hình đẹp thì cũng nên khen chiếc máy này một tí nhá. Đúng là nó không có gì thay đổi so với cả iMac M1. Nhưng nếu như để xét lại về những đời sản phẩm iMac trước hoặc là so sánh chung với tất cả các sản phẩm All-in-One bây giờ thì iMac M3 vẫn đang giữ được lại những cái điểm tốt nhất của một chiếc máy All-in-One. Từ việc màn hình của nó là màn hình 24 inch, một màn hình không quá to, không quá nhỏ, phù hợp với rất nhiều các đối tượng công việc. Ngoài ra nữa có màn hình độ phân giải 4.5K làm cho công việc của chúng ta làm việc nó cũng sắc nét hơn này. Từ việc chỉnh ảnh, làm video, làm các công việc mà liên quan đến hình ảnh nhiều, hay đơn giản các bạn chỉ cần làm máy văn phòng nhưng sẽ có thể để giải trí nữa, thì đây là một lựa chọn cực kỳ tốt luôn về màn hình. Camera thì thôi, camera thì cũng rất là đẹp nhưng gần như các bạn sẽ rất ít khi dùng cái này, trừ khi là có hội họp gì đó các bạn dùng nhiều thì may ra camera mới có một cái điểm gọi là tốt hơn. Nhưng nếu mà xét trên mặt bằng chung thì camera này gần như là tốt nhất rồi đấy nhá. Nên là nếu như bạn nào mà muốn để máy để làm văn phòng thì đây cũng là một lựa chọn rất ok. Cùng với đó nữa, loa của chiếc máy này thì mình nói thật sự luôn, chắc chắn đây phải là một cái chiếc máy top 1 All-in-One về loa. Loa của nó các bạn có thể nghe thử ở đây. Không chê được đúng không? Quá hay. Từ chất lượng, từ bass này, chest này, rồi tất cả các âm thanh nó đều được tách bạch ra rõ ràng, nghe rất là ổn, rất là ok với tất cả các dòng nhạc luôn. Vì vậy, đây là một chiếc máy All-in-One để làm việc và top 1 để giải trí.
Kể cả các bạn bây giờ có muốn chơi game ở trên này cũng rất là dễ dàng, với những cái tựa game đã được chuyển sang cho Mac để có thể sử dụng được. Những tựa game ở trên Steam á, các bạn sử dụng được trên này rất ok. Tiếp theo đây mình sẽ muốn nói đến những cái điểm mà mình muốn iMac cải thiện và mong muốn là trong tương lai sẽ có. Và khi mà các bạn xem đến đoạn này thì chắc là các bạn cũng sẽ biết được đó là những cái nhược điểm và thiếu sót của chiếc iMac này. Đầu tiên là về màn hình. Màn hình thì mình đã nói rằng là nó rất đẹp đúng không? Màn hình rất to đúng không? Vậy thì chê gì đúng không? Có, vẫn có cái để chê. Đó là về tần số quét của màn hình của chiếc máy này. Nó chỉ có 60Hz mà thôi, nó vẫn giống như các bản đời trước và tất cả các bản đời trước khác đều là 60Hz. Thì bây giờ có thêm một cái 120Hz nữa có phải là quá thu hút hay không? Một cái sự thay đổi nhỏ thôi nhưng cũng đã là một cái rất là tốt cho trải nghiệm của người dùng rồi. Nhưng mà không có ở trên iMac M3, rất là tiếc. Có lẽ mình nghĩ rằng cái điểm chính của nó là về công nghệ. Apple thường khi mà có màn hình 120Hz, ví dụ như là iPhone nhá, thì ít nhất là đã có màn hình XDR Retina rồi, là một cái màn hình rất là đẹp. Hoặc là trên MacBook thì ít nhất cũng phải là màn mini LED thì mới có 120Hz. Nhưng ở trên iMac này của chúng ta vẫn sẽ là màn LCD Retina thôi, nên là chúng ta sẽ không có được màn hình 120Hz. Và điểm này cũng là một điểm rất là tiếc. Hy vọng là các đời sau nó sẽ có cái 120Hz này, thì nó phù hợp hơn với cả một cái màn hình vừa đẹp vừa to như thế này chứ đúng không? Thì nói về máy cây đi, máy tính cây nói chung hoặc là máy all-in-one nói riêng, thì các bạn sẽ kỳ vọng rằng là sẽ có rất nhiều cổng kết nối. Như các bạn thấy những cái chiếc all-in-one của thế giới Windows chẳng hạn, chúng ta có HDMI, chúng ta có USB, chúng ta có rất nhiều cổng khác, cổng dây mạng rồi đủ thứ luôn. Nhưng ở trên iMac, bản cơ bản nhất 8256 nó chỉ có hai cổng Thunderbolt Type-C thôi. Và nếu như các bạn chọn những bản cao hơn thì rất bất ngờ nó sẽ có tới 4 cổng Type-C, trong đó có hai cổng Thunderbolt hay là một cổng gì đó, mình đang không nhớ rõ lắm. Thì đó, nó rất ít cổng kết nối dành cho một cái máy cây như vậy, thì tại sao nó rất là kỳ đúng không? Cùng lắm thì các bạn sẽ có thêm một chỗ cắm dây mạng nữa cho những cái phiên bản cao hơn. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để cho một người dùng có thể sử dụng một cách chuyên nghiệp được. Các bạn vẫn sẽ phải có hấp chuyển. Mà đi mua hấp chuyển cho một cái máy cây như thế này thì thành ra cũng rất là kỳ. Hy vọng là trong đời sau thì Apple cũng có thể cố gắng là trang bị thêm những cái cổng kết nối nữa để chúng ta có thể sử dụng cách tốt hơn. Đời trước của chúng ta, những chiếc iMac sẽ có iMac bình thường và iMac Pro. Nhưng ở đây chúng ta lại không có bản iMac Pro nào cả, chỉ có iMac mà thôi. Thì có lẽ là do cái phân khúc của Apple bây giờ họ phân chia lại, họ không muốn chúng ta là có một cái máy all-in-one như thế này nữa, mà hãy mua tách lẻ ra. Trong hệ sinh thái của Apple thì Apple chắc chắn là sẽ hút máu được nhiều hơn. Bây giờ chúng ta mua một cái Mac Mini này, xong mua thêm một cái Studio Display thì màn hình mới đẹp như thế này được. Đó, thì mức giá của nó đã chênh lên rất là nhiều. Cùng với đó đã mất công mua Mac Mini hoặc là Mac Studio rồi, mua thêm Studio Display rồi thì chắc chắn là sẽ mua thêm bàn phím Apple Magic Mouse để cho nó đồng bộ đúng không? Thì như thế nó sẽ hút máu được nhiều hơn. Nên cái việc mà chúng ta chỉ có bản chip M3 ở trên con iMac này, mình thấy là một cái không mong muốn lắm, nhưng mà không thể thay đổi được, nên là cũng hơi tiếc một chút cho sản phẩm này. Nên đến đây, các bạn nếu như muốn lựa chọn iMac để là làm đồ họa 3D này, hoặc là những công việc nó có cần những cái tài nguyên nó rất là nhiều á, thì mình khuyên thật là đừng mua. Hãy mua luôn Mac Studio hoặc là Mac Mini rồi mua thêm các cái gear ở ngoài thì là sẽ là một lựa chọn tốt hơn nhá. Trên đây là một vài chia sẻ của mình về iMac M3. Các bạn có iMac M3 chưa? Và đã sử dụng rồi thì cũng có thể comment ở phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhá. Nếu như các bạn vẫn yêu thích iMac M3 thì có thể click ngay vào link ở bên dưới phần mô tả để lựa chọn ngay một chiếc iMac M3 cho mình nhá. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.